Khi người dân có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19 thì có thể chủ động khai báo thông tin tại địa chỉ đang hiện trên màn hình. Trong thời gian cách ly điều trị tại nhà, trạm y tế sẽ quản lý và chăm sóc theo dõi F0 trên hệ thống theo quy định. Khi đã hoàn thành cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú, trạm y tế sẽ cấp giấy xác nhận bằng bản giấy hoặc gửi bản điện tử qua email mà người dân đã khai báo. Đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ thí điểm tại một số nơi trước khi nhân rộng hình thức này để giảm thủ tục cho người dân.